Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân Vlog. Theo yêu cầu của tất cả các bạn và một bạn khán giả lại yêu cầu mình rằng là anh ơi, anh thử chị gọi điện cho Sonic EXED, em đố anh dám gọi đấy. Ôi anh em ơi, gọi điện cho các quái vật là sở trường của mình. Và trước tiên đi gọi điện cho Sonic EXED thì mình mô tả sơ lược sơ qua cho các bạn biết rằng là Sonic EXED là gì. Sonic EXED là bắt nguồn từ một câu chuyện của một thanh niên đang chơi một cái loại game và có tựa đề là game là Sonic EXED. Và theo như mô tả có một số tài liệu nói về Sonic EXED là trên đôi mắt của Sonic EXED có vết máu và bàn tay có vết máu, có nghĩa rằng là nó có một cái gì đấy rất là ghê rợn và kinh dị trong ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó mà mình cũng rất là tò mò về Sonic EXED là gì. Và ngày hôm nay mình đang chọn một cái thời điểm đó là tại một cái khu cánh rừng đầy huyền bí và ma ám. Và hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa mọi người nhá. Mình chọn cái giờ này để đi gọi điện cho Sonic EXED. Hiện tại bây giờ ở đây là 12 giờ 15 phút. Đây các bạn, 12 giờ 15 phút có nghĩa rằng là nó đã qua đi một chút rồi. Vì nãy giờ mình nói chuyện với tất cả các bạn nên nó qua mất cái giờ hoàng đạo. Nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn đang trong cái thời gian 12 giờ trưa, mình sẽ gọi điện cho Sonic EXED. Giờ mình sẽ dùng chiếc điện thoại của mình để gọi điện cho Sonic EXED nha. Anh em ơi, chưa gọi nhưng mà cảm giác gì đây rất là lạ, sợ luôn anh em ơi. Một mình ngồi một cái khu cánh rừng này, rất là nhiều cái điều huyền bí và tiếng chiều ngồi sau đây mình. Bây giờ mình sẽ gọi luôn điện luôn mọi người nha. Bây giờ mình sẽ gọi điện luôn cho Sonic EXED luôn. Ui anh em ơi, mình chưa nói mà nó đã gọi tới rồi anh em này. Anh em ơi, Sonic EXED mọi người nhá. Ui mình sẽ nghe máy mọi người nhá, nghe máy luôn anh em nhá, mình sẽ nghe máy luôn. Anh em ơi, nghe rồi nhưng mà không thấy nói gì mọi người ơi. Ui ui, alo ạ, alo ạ, cho xin hỏi đây có phải là ai gọi ở đầu dây đấy ạ? Anh em ơi, nó không nói gì mọi người ơi. Ôi ý, anh em ơi, alo ạ, ai gọi ở đầu dây, có phải là Sonic EXED không ạ? Ôi sao nghe thấy gì mà toàn nghe có một cái tiếng, có tiếng gì rất lạ mọi người ơi. Anh em ơi, số phút vẫn đang chạy này anh em này, số phút vẫn đang chạy nhá. Ui ui anh em ơi, hình như có ai mới đi qua mình. Ui 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 anh em ơi, ui ui số đấy anh em ơi, số đấy anh em ơi. Ui ui mọi người ơi, mình sợ lắm anh em ơi. Anh em mình nhìn này. Ui 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 ui, không biết nó đang làm gì không. Anh ơi, không biết làm gì mình không, biết không mẹ người ơi. Anh em ơi, anh em ơi, số phút vẫn đang gọi. Anh em ơi, anh em ơi, có phải là số đấy anh em ơi. Anh em ơi, anh em ơi, ui ui anh em ơi, nhìn chơi mình bắt mà mắt nó lửa anh em ơi. Nó làm gì mình á mọi người. Ghê không? Ghê không? Ui, ghê mình nhìn kinh không anh em ơi? Anh em ơi! Ui! Điện...
điện thoại mất rồi. Anh ơi, mất rồi. Anh em bây giờ là 12:19 anh em ơi. Điện thoại mất rồi. Anh em ơi, anh em thấy gì không? Ui, ghê thế. Ôi, anh em ơi. Anh em ơi. Mày không làm gì mày anh em ơi. Người nói rằng là Sonic ấy rất là sợ luôn anh em ơi. Thôi, có lẽ là mình không dám gọi lần hai anh em ơi. Chắc có lẽ nó không phát hiện ra mình. Anh ơi ạ, vì mình xung quanh nên mình đã vẽ một cái vòng. Cái vòng tròn rồi, nó bảo vệ mình mọi người nhá. Nó không biết được mình đó mọi người. Thôi anh em ạ, thôi mình chào tất cả các anh em nhá. Anh em có ý kiến gì có comment cứ bình luận của mình nhá. Thôi, xin chào tất cả các bạn.